Cultivation. Chào các anh chị thân thương thường buôn ủng hộ kênh đi. Chào bà con là cô chú ở quốc nội và quốc ngoại. Hôm nay á vừa sáng giờ thì chiều á vừa ra viện xong rồi ghé vô cái khu này là trong một cái phố, một cái mall rất là lớn, thì cái khu này là ăn uống á, mua sắm ăn uống với các anh chị sau lưng Jimmy nè. Nhưng mà giờ này thì nó cũng hơi tối rồi. Cho nên sẵn dịp Jimmy ghé đây, ghé vào vừa ra viện cũng đói quá, ghé vào đây để ăn. Thì sẵn dịp ngồi đây vừa mua đồ ăn vừa chờ, thì Jimmy làm một cái bài nói chia sẻ cho các anh chị về con Bùi Hằng. Sự thật thì Bùi Hằng này mà chắc là có lẽ thì các anh chị mà thường theo dõi cái bọn phản động đó thì cũng biết cái con cái mụ này. Jimmy cũng gửi lời chào hết các anh chị thân thương của là kênh Việt Vision, luôn luôn ủng hộ kênh Việt Vision và theo dõi. Nếu mà kênh mi mà đọc ra cái tên của các anh chị chắc đâu không biết chừng nào cho hết. Thôi kênh mi xin gửi một lời chào thân thương nhất các anh chị và chú bác luôn luôn ủng hộ kênh Việt Vision nha. Một lần nữa một lời chào thân thương gửi tới các anh chị, mặc dù khỏe là nói liền vừa vô nước biển rồi, khỏe rồi ra là có dịp là nhớ tới các anh chị thân thương là chia sẻ liền tức thời. Thì nói về Bùi Hằng đó nha, gần đây các cái liều báo Dân Chủ đang ra rã đưa tin về việc mà nhà đặng chủ Bùi Thị Minh Hằng hay còn được biết đến với tên Bùi Hằng thì được ra tù sau 3 năm bốc lịch. Khỏi phải nói đám rận chủ trong và ngoài nước sung sướng thế nào bởi nữ tướng nghề mại dâm. Dân Chủ mại dâm nha, Dân Chủ vừa được ra tù, thật là hoan quỷ quá đi, hoan hỷ, người ta kêu là hoan hỷ, ở trong nhà Phật nó nói hoan hỷ, thật là hoan hỷ quá đi. Chúng dùng tất cả các từ đẹp đẽ nhất để dành cho tú bà Bùi Hằng, thậm chí chúng còn tự thẩm du cho nhau rằng việc Bùi Hằng ra tù là minh chứng cho việc chế độ cộng sản yếu thế trước hoạt động của phong trào dân chủ trong nước, mà đến cả một tú bà kinh doanh về dịch vụ sung sướng bị cả xã hội phỉ nhổ cũng làm rận chủ được. Bùi Hằng chẳng phải nữ tướng to tát gì, thực chất Hằng đã tô điểm cho mình một quá khứ bất hảo. Khi học lớp 9 á, thì tú bà này lăng mạ thầy cô rồi bị đuổi học, thậm chí dù mâu thuẫn với gia đình, tú bà này còn đặt mấy ký thuốc nổ về với ý định cho nổ tung chính cái tổ ấm mà từng nuôi mình, cái tổ ấm mà nuôi Hằng khôn lớn. Người dân ở Bà Rịa Vũng Tàu này, cái nơi mà Hằng sinh sống,
chẳng lạ gì tú bà này, bởi bản chất ngông nghênh nu manh luôn hoạt động cùng các thành phần bất hảo. Đến con ruột của mình hằng cũng không chăm nom mà còn bỏ rơi con để chạy theo nhân tình. Cả ba đứa con của Bùi Hằng mang họ của ba người đàn ông khác nhau. Thật là đông con nhiều cháu. Mới có phút đó chứ. Bố mẹ Bùi Hằng chắc cũng mất mặt. Cuối năm 2012, được các nhóm rận chủ trong và ngoài nước móc nối, tú bà này cũng chen chân vào đám rận chủ với ước mơ đổi đời. Nhưng đời chưa đổi được, tú bà này cũng tắt điện vì những hành vi vi phạm pháp luật. Kể cả đến khi ngồi trong khám, các nhà hoạt động rộng chủ, khách hàng quen thuộc của Bùi Hằng vẫn còn tôn vinh một nụ tú bà chuyên gọi Hằng cho anh em rận chủ bằng những ca từ đẹp đẽ nhất, như người phụ nữ nhân quyền, phụ nữ can trường, đấu tranh cho nhân quyền. Nhìn một lượt các nhà hoạt động rận chủ trong nước, tôi thấy một điểm chung duy nhất, đó chính là nơi hoạt động của đám lưu manh. Nhưng luôn nhân danh dân chủ nhân quyền làm vỏ bọc, liệu người dân có tin tưởng những kẻ đầu đường xó chợ chuyên đâm thuê chém mướn chăng? Rồi chân dắt mãi dâm như Bùi Hằng, như là Mai Dũng, Lã Việt Dũng, Trương Minh Tham, Nguyễn Xuân Diệp, có thể là cách tăng đất nước theo lời đám lưu vong Việt Tân tham gia cùng đám lưu manh dân chủ. Bùi Hằng diễu từ thành phố Hồ Chí Minh ra thủ đô Hà Nội với chiêu chí phèo tuyệt thật để lấy cớ mặc cả với chính quyền và ghi danh bằng vàng dân chủ. Nhưng thật sự Hằng đã ảo tưởng, và cái giá phải trả là việc tú bà ngồi bốc lịch trong tù. Không hiểu lũ rận chủ không thấy nhục mặt với những thành tích bất hảo của mình hay dây thần kinh của chúng bị tắt, nên vẫn cố gắng tung hô một tú bà lên làm ngọn cờ rận chủ trong nước. Quả thật là xấu hổ cho các nhà rận chủ. Thì theo như cái mi đó là cái lúc mà cái mụ tú bà này á, có một lần á, mụ ta cũng xuống dưới Đồng Tháp á, mà mụ ta quậy phá ở dưới đó. Mà cái mi nghĩ là ở Đồng Tháp á, mụ ta cũng là may mắn á, mụ ta đi vào cái khu mà chỗ đó chắc nhiều người dân họ cũng hiền, cho nên quậy phá ở đó làm cho là làm cái kiểu mà gây mà cho cộng đồng ở một cái khu, một cái làng đó, phải không, làm cho họ là giống như là họ rất là
người ta đang sống yên bình thì quấy rối, làm rối ren ở chơi cái chỗ đấy. Thì Kim My thấy là họ cũng rất là hiền nha. Chứ họ như mà cái mụ mày á, còn mụ xuống cái thành phố của Kim My sinh sống đó là cái thành phố Long Xuyên đó nha. Nếu mà mụ này mụ tới đấy á, thì Kim My nghĩ là mụ này chắc người dân á, nó cũng cho mụ này ăn đòn. Ở cái thành phố mà Long Xuyên của Kim My á, mà quấy rối hay là phá hại hay là xúc phạm tới đảng hay bác á, thì làm dễ ăn đòn. Ăn đòn chắc cũng phải no nơi. Rồi chắc sau đấy mới là vào tù bốc lịch. Cho nên cái mụ này cũng may mắn gặp cái tỉnh Đồng Tháp á, thì mụ này cũng may mắn, cũng rất là hên ạ. Nhưng mà cái vừa rồi đó, cái năm mà 2017 đó, thì Kim My thấy là cái mụ này ngày xưa đó, thì lúc mà cái con Tạ Phong Tần á, nó còn ở bên Việt Nam này, thì mụ này cũng khi mà con Tạ Phong Tần nó sắp sửa mà đi đi qua Mỹ đó, đi định cư với cái kiểu mà người tù lương tâm đó ha. Lương gì trời, không biết lương tâm mà lương gì tôi không hiểu, mà nó cho là lương tâm. Thì cái mụ Hằng này á, trời ơi nó thương lắm nha. Nó chạy tới không, nó để tang cho má con Tạ Phong Tần đó, rồi nín hót, rồi bọn rận chủ này nó tân hôn với nhau, nó tân bốc với nhau, nó kéo bè kết đảng với nhau. Trời nó thân thiện lắm, nó chửi đảng cộng sản dữ lắm. Nó nói là con Tạ Phong Tần này là tốt thế này thế kia. Tốt chứ, tốt nó mới đi xuống tới nhà con Tạ Phong Tần, nó mới ủng hộ con Tạ Phong Tần, nó mới để tan. Nhưng mà Kim My thấy ngộ ghê, gia đình nó đòi bỏ bom cho chết. Bố mẹ anh em bà con dòng họ nó thì nó không có thương ha, mà nó đi thương má của con Tạ Phong Tần. Rồi sau một cái thời gian 2017 này, 2017 vừa qua đó, thì tố cáo nói với con Tạ Phong Tần, trời ơi chửi nhau như chó với mèo, bắt đầu là kể ra những cái việc mà bỉ ổi xấu xa gì của bọn nó tụ tập ngày xưa đó, thì tung nhau lên mạng khai ra chửi hết. Rồi có một lần con 2017 đó, thì con Bùi Hằng này nó cũng đi ra ngoài Hà Nội, nó đi tìm nhà bà con nó gì đó, trời ơi nó tìm nhà bà con nó, cái nó tới đó nó quậy, nó phá chính quyền địa phương đó, cái người ta bắt nó vô. Trời ơi cái nó tố cáo, nó xuyên tạc, nó dựng chuyện, nó chửi bới các cấp chính quyền ở trong cái công an địa phương ở đó, nát nước hết trơn vậy đó, mà người ta chả làm gì nó đó, mà nó nổi điên lên vậy đó. Đó rồi sao, rồi thấy không, hành nghề mãi dâm, rồi cuối cùng thì bây giờ rồi chắc là đấu tranh con đường cũng không có còn mà tiếp tay gì với cái bọn Việt Tân phản động nữa, chắc là nó xài hết được rồi. Làm sao bây giờ nghe nói đâu là sắp sửa bể nợ rồi cái gì đó, là nhà cửa rồi tiền bạc đồ gì đó, bây giờ hình như là sắp sửa đi ăn mày cái gì rồi đó. Thì bây giờ đó là bọn bên hải ngoại chắc là con này không có còn cái lợi dụng được nữa, thì bọn nó chắc không có cho tiền cái con Bùi Hằng này nữa, cho nên giờ con Bùi Hằng này cứ ở không mà cứ đi chửi đó, quay đầu chửi lại không cho nó ăn á. Như Tạ Phong Tần đồ cũng vậy, đi qua đó rồi cũng không tiếp tay, không cho nó ăn để nó chọc phá trong đất nước Việt Nam nữa, thì bây giờ nó quay đầu lại nó chửi đó. Các anh chị thấy không, thấy cái bọn mà rận chủ của tụi nó không đó, rận chủ của tụi nó mà đó, khi mà có tiền có bạc á, thì nó quậy. Bây giờ con
con Bùi Hằng này, con Bùi Minh Hằng này á, là thân tàn ma dại ha, là coi như là nó cũng đâu có thân, nó bại danh nó cũng liệt luôn rồi, mà danh nó liệt á thì là đúng rồi. Cái người mụ của bà mà danh nào đâu mà không liệt cho được. Nhưng mà chỉ có cái là bên bên cái bọn hải ngoại này, cái bọn mà tàn dư, cái bọn lưu vong này và cái bọn Việt Tân á, thì lúc nào nó cũng xúi dục để mà cho là quậy phá làm rối cho chính quyền mình vậy đó, rồi kêu lên kêu oan rồi nhân quyền, đòi hỏi nhân quyền, rồi tố cáo mà cái bọn mắt xanh mũi lỏ để nhào vô để mà đòi nhân quyền nhân này cho nó vậy đó. Nó phá, nó chọt, nó phá tối ngày, nó ăn no, nó quậy rối chính quyền vậy thôi đó các anh chị, thấy không? Ở bên đây đó là cái khu mà Kimmy ngồi đó đó các anh chị thấy không, có cái con panda đằng sau đó đó, thì là bọn đó đó thì lúc nào cũng ra rã là không có nhân quyền, nhưng mà không phải là nhân quyền, phải nói là không có tiền, bây giờ không ai nuôi tao, chính phủ không nuôi tao, không, bây giờ tao già rồi, tao làm mụ của bà thì cũng không qua được bể rồi, không qua mắt được luật pháp, mà bản thân già rồi cũng không có thằng nào nó thèm nữa, thân thì nó tàn rồi, cho nên bây giờ càng già càng tìm cách để mà chống phá để kiếm tiền cho bọn hải ngoại. Nhưng mà bây giờ cái không có còn danh dự gì hết, không có làm gì được hết, là bọn hải ngoại nó không có cho tiền nữa, nó không cho tiền nữa thì bắt đầu là đói nhăn răng rồi. Bây giờ là coi như là nghe nói là bankruptcy, thiếu nợ thiếu nần gì đó, bankruptcy là phá sản gì đó đó. Mà nghe nói cái con này, chồng con nó, trời ơi, nhiều chồng nhiều con quá, thằng nào đâu thương thiệt đâu, thằng đó mà nuôi đó, đời bây giờ mà chồng thiệt vợ thiệt còn chưa nuôi nữa, bây giờ một mụ già thân tàn ma dại, phải không, hải ngoại chê bai không lợi dụng được, phải không, chồng con thì có thể con thì nó nghĩ tình mẹ nó nuôi cho, không, nhưng mà bây giờ mà muốn tìm bạc nữa nhiều đó các anh chị thấy không, đó họ đang đi ra đó. Bữa nay hơi vắng đó, tại vì cái mi đi vô đây á, hơi trễ, hơi vắng đó, để kinh mi đi vòng á, quay cho các anh chị thấy nha đó, thì đó nó người ta đi đó, thấy chưa đó, thì trên cái mô này đó, đói rồi vô đây ngồi kiếm mua đồ ăn, order đồ ăn sẵn, nói tới cái con Bùi Hằng này, cho nên á là đó Kimmy á nói tới đây thôi, cũng khuya cũng tối rồi, Kimmy về để bữa nào đông đông người Kimmy ra Kimmy làm tiếp, rồi quay cái cảnh họ đi tới đi lui đi qua đi lại cho là cô bác anh chị mình xem người Mỹ á, họ đi, giờ đây cũng tối rồi, vậy Kimmy xin á là chào Bảo Tâm, chào Bảo Trâm, đây ồn quá, dưới này cũng hơi ồn á, đang tối rồi họ dọn dẹp á, cho nên cũng ồn quá đó, có người đi tới đi lui dọn dẹp đó, họ đi ra đi về đó đó, họ đi ra đi về đó các anh chị thấy không, đó họ đi ra đi về đó, đi về đó, đó đi ra đi về, cho nên thôi buổi nói chuyện chia sẻ con Bùi Hằng đến đây thì Kimmy xin chào các anh chị thân thương, dạ xin bye bye nha. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.